có một lý do thì con sẽ đi. À, hơi xa. Lý do là đi về thu hoạch thanh long là giàu lắm luôn á. Dạ. Nếu như mà có cơ hội thì con sẽ đi. Con sẽ đi đúng không? Dạ. Ừ. Đưa tình duyên mình là. Dạ con thì chưa có một mối tình nào chứ. Chưa. Trời ơi. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi chào em. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Ngô Hữu Duyên ạ. Sinh năm 89 ạ. Em đang sinh sống và làm việc ở Bình Thuận ạ. Em đang trồng trang trại thanh long. Nhiều không Duyên? Khoảng 1.000 trụ. À 1.000 trụ á hả? Dạ là một mẫu ạ. Dữ chưa? Mời nhà gái. Mời nhà gái ạ. Dạ em là đầu tiên xin chào chị Ngọc Lan. Chào anh Quyền Linh. Chào anh và tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay. Em tên là Lê Thị Mỹ Liên. Em sinh năm 1999. Hiện tại em đang ở Tiền Giang. Công việc chính của em là em làm QC kiểm soát chất lượng mua cho một công ty thủy sản. Tiền Giang là ở đâu Liên? Dạ em ở Mỹ Tho ạ. Thành phố Mỹ Tho. Đi quốc lộ 1 là tới hả? À, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Duyên? Dạ em là người trung thực ạ. Em biết làm tất cả việc mà phụ nữ làm á. Còn điểm yếu của em cũng là cái kiểu là thương người quá hay cũng hay bị lừa. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em là em là một người tự lập từ bé. Những cái thứ mà em thích em sẽ tự mua. Khuyết điểm của em thì em nói rất là nhiều. Nói nhiều thì sẽ nói không hay và có nhiều lúc nói sai. Cho nên em cảm thấy đây là khuyết điểm em cần phải thay đổi. Thí dụ giờ mình trồng về trồng thanh long được không? Dạ được anh. Về mình kiểm tra thanh long được em? Dạ được anh, đúng nghề của em. Đúng nghề của em. Đường tình duyên của em sao? Dạ tình duyên hả? Chắc em chưa yêu ai luôn anh. Chắc em chưa yêu ai luôn anh. Gì vậy? Dạ. Hả? Chắc chưa yêu ai là sao? Là và cũng chưa có yêu. Dạ. Một phần là cũng có yêu và nói, nhưng kiểu người ta vẫn chỉ chê. Số bị em cũng quen một cô ở gần quê thì người ta biểu là em là tốt quá, không hợp với anh. Trời ơi. Người nào vô nắm tay con gái chưa? Ờ nắm tay con gái thì chắc có chứ. Chủ động nhiều chứ. Nhưng mà cũng chỉ nhìn nắm thôi là chị. Có nụ hôn đầu đời chưa? Đó, chưa yêu đấy đâu nụ hôn coi. Trời ơi. Nghĩa là tình yêu chưa đến thật sự. Dạ. Chưa hôn lần nào luôn. Ai hết. Này hàng hiếm á. Có bao giờ mà mình khao khát mình được có bạn gái để mình hôn bạn gái không? Có chứ. Có hả? Dạ. Vậy được rồi, tưởng không có luôn á. Trời ơi, tôi thiệt á. Tôi nhìn chàng trai này đẹp trai nè. Rám nắng chút xíu thôi bởi nhà nông mà. Dạ. Nhưng mà cái ưu điểm là chưa có người yêu mà chưa bao giờ hôn người yêu luôn. Cái đó là khuyết điểm chứ ưu điểm gì tới hả? Giờ này vẫn chưa có bồ mà ưu điểm. Nhưng mà hỏi thiệt, có biết lý do tại sao mà hồi nào giờ mình không có cái cơ hội để có một cái tình cảm với người ta không? Có thể là mình sống thực tế và mình sống tử tế quá. Mình muốn tự mình làm cho kinh tế đôi khi ít tiếp xúc. Nên có thể vì bà thế mà ế. Không lẽ cả xóm em không ai nhận ra đây là người đàn ông mà tử tế. Sống tử tế là người ta phải thích thôi chứ. Dạ, tại vì cái công việc của em cũng làm nhiều công việc, em phải đi á. Em cũng ít ở nhà lắm. Em đi suốt vậy không lẽ em có biết không tiếp xúc ai? Tiếp xúc có chứ. Thường nhưng mà cái lạ vậy anh. Em đến nhà ai là người ta là con cháu lấy vợ lấy chồng ấy rồi. Em thấy lạ. Dạ. Em có thích đàn ông không? Cái này em nói thật với anh, nếu mà đàn ông mà BD á gặp em là người ta sẽ thích em. Nếu mà đàn ông mà BD á gặp em là người ta sẽ thích em. Tại vì em đi 1-2 lần rồi mà, chứ gặp BD là người ta kiểu người ta chào hỏi và người ta rủ mình đi chơi. Rồi có đi không? Em không không hiểu. Không. Thầy con mà để tôi đưa qua chương trình Cam Mau ngồi. Dạ dạ thiệt mà chị. Thôi được rồi, tôi qua nhà gái coi làm sao. Dạ, con chào gái. Trời ơi, tướng tá cao ráo nha. Dạ. Này trồng thanh long cũng được nè. Nếu mà lấy chồng về Bình Thuận được không? Bình Thuận hơi xa, nhưng mà nếu như mà có một lý do thì con sẽ đi. À hơi xa. Lý do là đi về thu hoạch thanh long là giàu lắm luôn á. Dạ. Nếu như mà có cơ hội thì con sẽ đi. Con sẽ đi đúng không? Dạ. Ừ. Đưa tình duyên mình là. Dạ con thì chưa có một mối tình nào chứ. Chưa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai ông bà này mà về với nhau rồi không lẽ mới mốt hỏi chị Ngọc Lan ơi, bây giờ em muốn hôn bạn gái mà em muốn biết hôn làm sao? Bên kia lớn 10 tuổi có thấy gì không? Dạ bình thường mà, miễn anh trưởng thành là được. Có bao giờ trong đầu con tưởng tượng một người chồng tương lai của con là như thế nào không? Trong mắt của con á thì bình thường trưởng thành là được, còn những thứ khác thì ok thì con sẽ đồng ý thôi. Nhưng mà những thứ thường... khác ok hả? Dạ. Nhưng mà thường con đi con thấy bạn trai nào con thích cái dạng nào? Con chỉ thích người mà ít nói thôi, đẹp được thôi à. Đẹp được thôi à. Đẹp được ít nói hả? Dạ. Không nói luôn được không? Đẹp cỡ ai? Đẹp cỡ chú Quyền Linh là được rồi. Đẹp cỡ chú Quyền Linh là được rồi. Vậy là dễ kiếm lắm đó con. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ tôi mừng quá trời. Vậy tôi cũng nằm trong số đẹp ha.
Con ở đường nào, Mỹ Tho đường nào? Con hả? Con thì con ở Sông Thuận, con đang làm ở Sông Thuận hả? Dạ. Trời ơi, đó chú học Vĩnh Kim đó. Dạ vậy hả chú? Ừ, sát bên đó. Dạ. Rồi giờ chàng trai nè. Dạ. Bên kia là nhỏ hơn 10 tuổi lận á, có lo người ta con nít không? Dạ không đâu. Em nghĩ là bây giờ con gái trưởng thành và chín chắn hơn nhiều ngày xưa. Có keo kiệt không? Không. Có cho vợ đi làm ăn gì không, hay là về bắt vợ đẻ gì ở nhà lo cho gì? Con cái không thôi. Dạ không, cái đấy là quyền của vợ thôi. Ê. Bây giờ là mình muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Xinh đẹp dễ nhìn một chút, thì biết đối xử với mọi người và sống tốt là được. Đơn giản vậy thôi chị. Rồi bây giờ mình đi với ai con? Dạ con đi với bạn thân với lại em trai. À em trai hả? Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Con là Hoa Hạ, là bạn của Mỹ Liên. Mỹ Liên trước giờ là một cô gái sống rất là tự lập. Con cảm thấy bạn nam hôm nay chín chắn và khá là phù hợp với lại Mỹ Liên. Em trai, em ruột của Liên nè. Con có ý kiến rồi, con thấy anh rể mình, tương lai mình vậy được không? Dạ được chú. Chị con khó tính không? Chị con thì rất yêu thương gia đình chú. Dạ nhà chị con nói chung là làm mọi thứ đều vì gia đình thôi. Chị có la con nhiều không? Dạ không, trong gia đình con là tự lập từ nhỏ rồi chú. À. Hồi nào giờ là có chàng trai nào tới lui tới ở nhà để cua chị không? Dạ không ạ. Rồi chị không tiếp xúc với ai luôn hả? Đâu đi làm đi học không mà chú. Rồi cảm ơn con. Đó, mình hỏi cho hai bên nghe để cảm nhận về nhau trước ha. Giờ nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi một mình ạ. À rồi có anh Quyền Linh lo. Còn bây giờ thì thôi mình mở rào cho hai bên cùng nhau gặp mặt nói chuyện đi ha. Mở rào. Bắt đầu đi. Người ta chưa bao giờ yêu, người ta tặng quà cũng có khác ha. Dạ, dạ anh tặng em muốn coi. Người ta có yêu rồi, người ta tặng trái tim, con thỏ hay con búp bê hay là con gì. Tặng dạ, con voi. Dạ, ý nghĩa. Dạ, ý nghĩa con voi với lại cái quạt nơ là em muốn là suốt ngày ở bên bạn gái. Buổi tối thì là con voi ở bên cạnh, còn cái nơ thì đi theo bạn gái suốt ngày á. Gái mày thích voi không ơi? À, không, chưa yêu lần nào không biết gì chứ. Thế không, đây chứng minh được là chưa yêu lần nào á. Ta thích con gấu nè. Đúng rồi. Con cho heo nè, con chó dễ thương nè. Chứ không ai đi mua. Đó, em nghĩ là cái bà chú voi con ở Bản Đô đấy ai cũng biết chắc. Đó con nít ông ơi. Có đó con nít chứ không phải con gái. Dạ. Bạn gái thích hay không mới là quan trọng anh. Dạ. Sao con? Em nghĩ cái món quà của anh thế nào? Dạ em thấy nó dễ thương anh. Dạ. Trước mắt á thì em xin cảm ơn anh nha. Em rất là thích món quà này. Ờ. Nếu mà chúng ta mà tiến được lại gần với nhau thì em muốn mình bao nhiêu ngày mình gặp nhau một lần? Công việc của em á là em làm khoảng 12 tiếng trên một ngày. À. Cho nên khoảng là một tuần đêm một tuần ngày, cho nên từng ngày từng đêm em sẽ xuống ca và em nghỉ được 7 nhật. À. Cho nên mình sẽ gặp nhau. Ồ. Dạ. Yeah. Tại do anh cũng ở Bình Thuận nữa nên anh có thể sắp xếp khoảng một tuần, hai tuần tùy theo công việc. Tại vì anh là khoảng 2 tháng nữa là có thể anh rảnh nhiều hơn, anh giao trang trại lại cho bà chị làm, còn anh làm thêm việc khác. Anh có từng xuống miền Tây chưa? Không, miền Tây là anh đi thường xuyên luôn á. Tại vì anh cũng có làm mấy việc với mấy anh em ở dưới đấy á. Vậy anh có xuống với Gò Công với em chưa? Chưa. Ở Tiền Giang thì hồi trước anh cũng có một ông anh làm việc chung, thì lâu lâu cũng xuống nhưng giờ không có xuống nữa. Anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Thì dễ thương, thì hiền dịu cũng giống như em là được rồi. Dạ, cảm ơn. Vậy mà nó không biết cô gái thiệt á. Dạ. Em thì em thích đi du lịch bằng xe máy đó. Bằng xe máy của em luôn, chính tay em chạy luôn. À, vậy thì em có thể hợp với anh. Chắc nơi anh đi nhiều nơi lắm nên cũng có thể anh chở theo em đi du lịch được. Vậy giống như anh đi Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk hay là Phú Yên. Dạ. Đồ anh cũng đi nhiều lắm. Mà ở miền Tây anh cũng đi nhiều lắm. Miền Tây là anh đi Đồng Tháp, Bến Tre rồi đi nhiều tỉnh. Quan trọng là em có thời gian thôi, chứ còn anh nghĩ là nếu mà anh đi nhiều đến mức là có thể em không có thời gian mà đi cùng luôn chứ. Công việc của em thì em cũng sẽ sắp xếp, nhưng mà anh muốn em sẽ sắp xếp đi với anh cũng được. Dạ. Dạ. Thì đúng rồi, do cái công việc của em chưa được tự chủ nên mình còn phụ thuộc. Dạ, còn phụ thuộc. Nhưng mà sau này có thể mình lấy nhau về thì nó sẽ khác. Đúng rồi. Có thể mình sẽ tự làm việc. Tới đoạn lấy nhau về được rồi đó. Dạ. Giờ lấy nhau về mình tính sao nè? Em thì cũng nói chung là cũng còn nhỏ, nhưng mà khi mà khoảng 2 năm thì em có thể là cưới được anh. Ồ, dạ. Anh thì muốn sớm hơn, còn nếu đó là cái quyền quyết định của em cưới hay không là do em bên anh. Cái đó là do em nhiều hơn anh mà. Dạ. Rồi quan niệm về con trai con gái đầu lòng thế nào? Nói cho nhau biết luôn đi. Rồi con trai hay con gái giờ cũng vậy. Dạ đúng. Anh mình thì không cũng là con của mình đó. Dạ. Mấy đứa? Nếu mà bây giờ theo em nghĩ thì 3 đứa là tốt nhất. Cho anh hỏi một câu nha. Anh có thích người phụ nữ cao không? Em rất là cao luôn. Có chứ, sao anh nghĩ thì đàn ông cũng đa số thích người cao. Dạ, tại vì lý do em ế tới giờ này là em cao quá cho nên không có.
chắc là cũng môi trường hoặc là nhiều nhiều bạn trai người ta chưa nhìn thấy vẻ đẹp của em thôi. Dạ, cảm ơn. Anh thấy chưa? Thì em thấy thì em mới nói bạn nữ là xinh đẹp. Vậy mà ế thì cái nói chuyện cỡ vậy đó mà ế, tôi tức ghê. Mày ngọt như thanh long ruột đỏ rồi. Sao chưa có người yêu tôi cũng chưa hiểu luôn. Dạ, nhiều khi mình nói ngọt ngào quá người ta lại biểu mình giả dối chị khổ. Không nói thì người ta biểu ít nói, mà nói ra người ta biểu ngọt quá người ta biểu giả tạo, giờ biết sao được. Tới nắm tay bạn gái, bỏ con voi xuống giờ mà đừng nắm con voi. Đây đường voi đây. Dạ. Đó. Rồi hai người đứng kế bên coi. Nhưng không có. Được em, không? Em có biết phụ nữ sinh ra là để làm gì không? Dạ để nói chung là để vui vẻ. Đâu, là để được yêu thương. Trời ơi. Là để được yêu thương. Trời ơi. Em hãy để cho anh làm cái điều đó nha. Dạ được chứ. Được, cảm ơn em nhiều. Dạ. Chưa hả? Nữa hả? Nữa. Còn thả thính nữa hả chị? Còn thả thính nữa hả chị? Mình đừng có ngại về chiều cao của mình. Dạ. Em cứ đứng thẳng lên, em đừng lo gì hết trơn á. Con gái bây giờ cao, con trai là chuyện bình thường. Bình thường. Nên là em đừng có mặc cảm về chuyện chiều cao, em phải tự hào. Là Duyên hát bài nào đó tặng em gái rồi em hát ngược lại thử coi. Em không biết hát anh. Nhưng mà em có thể nói được không? Em nói gì đó nói với người bạn gái đi. Rồi, dù nghèo hay giàu em ơi, nhưng anh vẫn có Honda. Tuy nó không sang như người ta, nhưng anh vẫn chở em được mà. Người yêu ơi, hãy lấy anh nha. Anh sẽ chở em đi mọi nơi, luôn hát khúc ca yêu đời. Mình bên nhau mãi không rời xa cho em. Học thuộc lòng đâu vậy? Bài của em tự làm, tự sáng tác mà chị. Bài này đọc với nhiều người chưa? Dạ không, một mình à. Tức là chưa đọc bài này với ai hả? Dạ đúng rồi, chỉ có em nghe thôi. Dạ em thấy anh này khá chân thành. Em anh nắm tay em mà anh rất là rung luôn nè. Dạ. Chú anh rung lắm hả? Dạ đúng rồi, rất tại là rung. Chưa bao giờ yêu mà. Chúng ta để tay vào nút bấm. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đó. Chưa bao giờ có một nụ hôn nào cả. Bây giờ nó sẽ xuất hiện. Chung em cũng có một mối tình mà cũng quen cô bé đó thì cũng ở cùng quê cách nhau mấy số thôi. Thì được 4-5 tháng thời gian thì em được gạo đi bộ đậu thì thấy ở nhà ở quê thì có bạn mới, nhưng mà vậy chỉ có một mối thôi. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì cũng nhiều nhưng mà chưa chính thức. Khi mà em sinh viên á em cũng quen bạn đó, nhưng mà trên tình bạn dưới tình yêu chứ tí. Nói chung là cũng không có kinh nghiệm gì trong vấn đề yêu đương. Mời nhà trai. Thôi, mời em. Mời em ngồi. Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Rồi, bây giờ mời em trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe luôn nha. Dạ, em chào Hồng Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan, với chào bạn nữ Bình Rèm, với chào quý dưỡng giả đang có mặt trong người quay hôm nay. Em tên Trần Nhân Đức. Năm nay em 34 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại thì em sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Đức? Em bán thức ăn sáng, anh Hồng Linh. Thuê cái chỗ bán hay là nhà của em? Dạ bán cửa nhà luôn ạ. À, cửa nhà luôn. Dạ phải. Em ở đó với ai? Nhà đó của ông anh, là em lên em phụ với ông anh là mở cái quán bán cửa nhà ông anh luôn. À tức là nhà ông anh ruột hay ông anh bà con hay sao? Dạ ông anh cấp nước đi làm chung thôi anh Hùng Linh đây. Em nấu món gì? Nấu bò kho hay bún bò. À vậy là ngon rồi, biết nấu ăn sáng là được rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào chương trình ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em là Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 35 tuổi. Hiện em sinh sống ở Bình Dương và làm việc Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, nhân viên văn phòng. Chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Đức. Điểm mạnh thì em siêng năng, cần cù, biết sửa giặt giảnh mấy thiết bị trong gia đình. Điểm khuyết điểm thì em hút thuốc, có nhậu chút rượu. Hút nhiều không? Ngạn gói. Ngạn gói cũng nhiều á. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em thì chịu khó trong công việc, gọn gàng. Ưu điểm của em cũng có tỉ mỉ, nhưng mà cũng là nhược điểm của em, tỉ mỉ quá thành hơi chậm tí. Chậm tí thôi ha. Dạ. Nhưng mà chắc. Dạ đúng rồi. Quê em ở đâu bé? Quê em ở Tây Ninh. Dạ. Em học ở Bình Dương và đi làm ở Bình Dương. Rồi Bình Dương em ở với ai? Dạ em ở với người quen. Người quen? Dạ. Tức là vẫn ở trọ đúng không? Dạ. Ở đây thì ở với ông anh, bên kia ở người quen. Bây giờ mình kết hợp lại
hai nếu hai người đến với nhau mở quán ăn là em quản lý tiền rất là tốt luôn. Thôi bây giờ mình nói về được tình duyên đi Đức. Nói chung em cũng có một mối tình mà cũng quen cô bé đó thì cũng ở cùng quê cách nhau mấy số thôi. Thì được 4-5 tháng thời gian thì em được gạo đi bộ đậu thì thấy ở nhà ở dưới quê thì có bọng hết chứ ngoài vậy. Hồi lấy chồng là phải. Một mối tình thôi hả? Dạ chỉ có một mối thôi. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì cũng nhiều nhưng mà chưa chính thức. Khi mà em sinh viên á em cũng có quen bạn đó, nhưng mà trên tình bạn dưới tình yêu chứ tí. Chưa dạ. Có sâu sắc gì đó hả? Dạ. Nói chung là cũng không có kinh nghiệm gì trong vấn đề yêu đương. Hey, thật ra là hai người này tuổi cũng lớn rồi đó. Mấy ông bà là hối lắm rồi đó. Thôi, vậy thì bây giờ mình hướng tới tương lai. Ừ. Rồi, có gia đình. Em gái, em muốn lấy có người chồng lý tưởng thế nào? Em muốn người chồng em là 1m70 trở lên. Được. Ăn mặc sạch sẽ. Ăn mặc sạch sẽ. Dạ. Biết nấu ăn này kia. Trời ơi. Ơi. Để suốt ngày với toàn bún bò. Nói chung là người của gia đình. Với lại bò kho không trai. À? Trụ cột của gia đình. Trụ cột gia đình. Rồi. Trai bên đây ngon lắm nha. Đẹp trai à. Có cái gì em không thích ở đàn ông không bé? Không uống rượu, hút thuốc. Hai cái đó nặng à. Dạ. Những cái thứ thì em hút thuốc kia. Có nhậu chút rượu. Có hút thuốc, có nhậu. Dạ có. Nó nghe nè, cái câu chuyện mà rượu bia với lại thuốc lá đồ á, nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe á. Thôi thì bây giờ mình nhân cơ hội mình có bạn gái mà bạn gái cũng không thích hai điều đó, thì mình có thể bỏ luôn được không? Rượu bia thì ví dụ như có tiệc tùng gì đó thì có đi thôi, chứ còn thường xuyên không có. Còn thuốc thì chắc hạn chế thôi chị Lan ơi. Rồi nhà trai cho chị Lan biết là em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em cũng dễ lắm, cao hết 55 đổ lên thôi. Rồi nước da trắng thì cái người ngoại hình này dễ nhìn. Chung mà tính cách hiền là dễ được rồi. Bên kia cao 1m85 được không? 1m75 rồi chứ 85 rồi thì nó chỉ như cao quá. 85 là không phải bắt ghế lên á. 85 là không phải bắt ghế lên á. Thật ra chàng trai bên đây cũng hiền lành. Dạ. Mà em cũng hiền lành. Đức đi với ai? Dạ em đi với ông anh buôn bán chung với ông anh cùng ở gần nhà. Ông anh bán phở hủ tiếu bò kho với bún bò Huế hả? Dạ phải. Rồi chào anh. Mình là anh của Đức, coi như là anh nuôi của ông bà già dưới luôn. À vậy đó hả? Ờ, giống như là con nuôi rồi. Nói về nó thì nó siêng năng mà nó sạch sẽ lắm, em cứ yên tâm đừng có. Cái gì trong nhà nó cũng biết làm. Rồi giống như đến đây giống như là cái duyên của là thấy em gái bên này cũng xinh, thì thôi hai em cho nhau cơ hội. Có dành dụm tiền đủ lấy vợ chưa? Ờ dư rồi anh. Dư hả? Bây giờ mình hỏi cô gái đi với ai nè. Dạ em đi một mình em. Một mình? Dạ. Rồi để có chị Lan, để tí nữa chị Lan sẽ sâu sát cái chuyện này cho. Dạ nhà chị Lan ạ. Mở rào. Bước qua nhà gái cái coi. Chào anh. Anh có món quà tặng. Em cũng có món quà tặng anh. Quê em ở Tây Ninh, em đặt tặng anh muối tôm với bánh tráng. Đặt sẵn quê em. Dạ. Dạ ngồi đi. Đó, Đức ngồi nói chuyện với Lê Dầu đi. Anh quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Thứ nhất là mình phải chung thủy, phải biết chăm sóc gia đình, rồi lo lắng gia đình này nọ thôi, chứ anh không có yêu cầu gì hết. Nếu mà có hẹn hò thì anh tuần mấy lần? Thường thì chủ nhật cái buôn bán thì chủ nhật nghỉ ngày, mà nói chung là làm tới 6-7 giờ vậy là tới tối là rảnh luôn. Kiểu như mình đi hẹn hò gì đó là nó thoải mái. Hiện tại anh có chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Nói chung là anh đến chương trình thì anh cũng đã có rồi, có chuẩn bị rồi. Có là có cái gì? Bạn gái hỏi ý là giờ tương lai á, mình lấy nhau, mình ở đâu? Đúng không em gái? Dạ. Ở nhà chưa? À, ở nhà không lẽ giờ ở nhà ông anh? Dạ. Hả? Ừ. Mình có một cái mục đích là mình hướng tới, tức là mình dành dụm gì đó, mình có thể mua nhà trả góp hay là hai bên hùng nhau mua miếng đất ở đâu đó. Như anh thì dễ lắm, nói chung là chỗ nào cũng được đấy. Lập nghiệp ở đâu cũng được hết, quan trọng là cuộc sống mình thấy mình thoải mái là được rồi. Nhưng mà lập nghiệp, nhưng mà hiện tại anh có sẵn chưa? Nếu mà nó có sẵn luôn thì không có, cái này là nó thật. Nhưng còn cố gắng dành dụm được mà. Dành dụm thì dành dụm bao lâu? Câu này hay nè, cố gắng vẫn được. Yeah. Thật ra cái không có ai mà giàu ngay từ đầu hết, khó lắm. Tất cả mọi thứ nó cũng từ từ nó đến luôn. Rồi ví dụ như em thường thường là 2 tuần em về nhà là tại vì em còn có mẹ thôi. Đó thì anh có thể là mà... chở em về. Dạ đúng rồi. Đó. Được. Nó thì Dương lo được. Nói đó cười liền không? Nhưng cái này em phải là do lo cho gia đình đó. Anh có đồng ý đó không? Cha mẹ mình thì mình phải lo rồi. Dạ. Nói chung là ở gần mình lo nhiều. Còn ở xa thì như vào nói là nửa tháng 2 tuần về 1 lần. Nói chung là vô nhà sắp xếp thôi. Còn như anh này dễ lắm. Bây giờ Đức đứng lên đi. Nào. Mời nắm tay vào. Đó. Nào. Hai người nắm tay nhau đi. Nắm hai tay Đức.
nắm mỗi tay một nấy. Đó đúng rồi. Bao lâu rồi chưa nắm tay con gái Đức? Chục năm rồi. Hả? Cái gì? Chục năm rồi đó. Mười năm nay anh chỉ nắm cái giá thôi ư? Đó. Hồi đó anh có đi học gì không? Hồi đó thì nhập cái cô không mà nghỉ rồi. Bây giờ nắm tay vào thấy sao? Đức thấy sao? Tim đập nhanh quá anh Hùng Linh. Tim đập nhanh quá. Hát bài gì nào đó để tặng cho giàu đi. Xin hát một đoạn trong bài Vô Tình. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ, luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài, đi trong thời gian vượt qua bao nỗi buồn, một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ, còn tim thơ ngây anh đâu thấy đâu ngờ, cơn mơ phù su mình như quen kiếp nào, rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước bên nhau kiếp người. Giống Jim đi Nguyễn quá ha. Giàu hát tặng lại luôn. Dạ, em thì ít hát lắm. Em hát bài một đoạn của Áo Mới Cà Mau. Nắm tay giàu đi Đức, đừng có buông ra. Tình yêu mình phải quyết liệt chứ giờ. Đó. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ống Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Rung quá. Rồi, thôi được rồi. Mời hai bạn về chỗ nè. Dạ, hai bạn về ghế đi. Chúng tôi đã để cho các bạn trò chuyện với nhau để chúng ta có cảm xúc về người đối diện với mình ha. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định nào. Mời Đức và Dầu để tay vào nút bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Dầu không có bấm hả? Dạ. À, sao vậy Dầu? Em có thể nói một chút lý do. Em thấy bạn không hợp với mình. Thôi, trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều người hợp với lại Đức, và cũng rất nhiều người hợp với lại Dầu. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Rồi, cái này là sao? Mấy trời ơi, rồi mấy trời. Hóc Môn hả? Dạ. Đi Hóc Môn hả? Tại bạn không biết. Có chung không? Dạ có chung. Biết Hóc
Môn không? Không biết. Ảnh ở dưới Tiền Giang à, anh đâu biết trên này đâu. Rồi nhưng mà thật ra là gần lắm. Ở Hóc Môn quận 12 nha. Dạ. Nhưng mà đi qua bên cái chỗ đi vô cái là giáp ranh với 12 với lại Hóc Môn. Đó thì đi qua cao tốc cái là tới Mỹ Tho hay là nữa cao tốc là em là đường dẫn vô cao tốc. À đường dẫn vô cao tốc là tới à. Dạ. Chạy là nếu mà trong thành thành phố mà dùng như chị từ Gò Vấp mà chị qua quận 7 đó là đi bình thường tiếng rưỡi. Dạ. Thì từ chỗ quận 12 Hóc Môn em mà đi tới chỗ anh cũng chừng tiếng rưỡi ngồi không nhiều. Dạ. Nói chung là đi dạ đi cứ sao trong ngày cái đi tới là được. Dạ. Có ngại sao không? Dạ không chị. Dạ em thì điểm mạnh thì có thể là hiểu chuyện. Còn điểm yếu thì chắc là hơi nóng tính. Dạ, hơi nóng tính là thường nóng trong công việc hay trong cuộc sống như thế nào? Trong công việc chị, chứ trong cuộc sống thì mình cũng hòa đồng lắm. Chứ cũng không có ấy. Chỉ có trong công việc nhiều khi có những cái nó làm cho mình bực mình, mình xử lý hoặc là mình nói những cái lời nó khó nghe. Có những cái tật xấu gì không? Hay là còn cái gì mình cảm giác bản thân mình chưa hoàn thiện? Dạ có, ví dụ như là có những cái tật xấu là hay quên. Rồi nhiều khi là trong cái cuộc sống thì cũng có những cái mà mình thấy mình không có vừa lòng. Như là mình cũng chưa có được cái này, cái kia, cái nọ gì kệ vậy. À, hiện tại mình đang sống với ai? Dạ em đang sống với con. Em có một cô con gái và ba đứa con nuôi. Một con gái ba đứa nuôi nữa? Dạ. Wow, rồi ai phụ chăm các con? Dạ các con cũng lớn rồi. Vậy con gái của mình là dạ, con gái ruột của em thì năm nay 11 tuổi. Rồi. Còn ba cháu kia thì cũng lớn rồi. Cháu lớn kia thì 22 tuổi. Cháu kế là 18 tuổi và bé nhỏ thì 8 tuổi rồi. Ủa sao con nuôi lớn rồi mà? Dạ tại vì là con đó là con của một người bạn. Thì cô bạn đó đi làm xa và gửi luôn cho em để chăm nom luôn. Là ba đứa luôn? Dạ. À ba đứa một mẹ, mình nuôi một đứa ba đứa. Dạ. Mẹ, người bạn luôn. Dạ. Nuôi lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm rồi chị. 3 năm rồi ha. Dạ. Người ở trong nhà vậy là có ai phụ mình không? Dạ không, tại vì các con cũng lớn rồi cho nên chúng nó cũng tự lập hết. Dạ. Em cũng sáng thì đi làm, có bé nhỏ thì sáng thì cũng phải chuẩn bị quần áo đồ vậy. Các con thì cũng có tính tự lập hết. Vậy còn gia đình mình, ba mẹ mình hiện tại ở đâu? Dạ hiện tại ba mẹ em thì ở Quảng Ngãi, miền Trung. Một đứa con. Bốn đứa con đó. Nói vậy thôi chứ con mấy cháu lớn lớn hết trơn rồi. Dạ. Như là còn nghe là còn hai đứa nhỏ chị thành niên nha. Dạ. Đứa là con ruột 11 tuổi thôi. Dạ. Chứ một đứa con nuôi là 8 tuổi. Dạ. Nhưng mà bên kia chắc là ba mẹ nó cũng mình coi giùm nuôi giùm thôi chứ cũng phụ lâu. Dạ nói chung là tiền học đồ thì mẹ có lo chút đỉnh thôi. Chứ còn nói chung là ăn uống mọi thứ là em lo hết. Rồi. Nhiều khi mẹ nó không gửi mình cũng lo luôn. Rồi. Dạ. Thì mình nuôi trong nhà mình biết thành con của mình. Dạ. Còn bên đây sao? Giờ tình trường sao kể nghe thử coi. Cô hai nó tình. Ai nó tình? Tình cái bạn nó 27 tuổi. Ừ. Bạn gái tự nhiên có cưới cái đàn. Đang quen này tự nhiên cưới có đàn. Sao vô lý vậy? Rồi sao? Vậy chứ trước đây em quen em biết người ta có mối quan hệ khác nữa không? Như là đó, người đó lớn em 4 tuổi. Ừ. Rồi cái ông nào cái người đó thấy mình cũng lơ lơ hả? Cái tự như vậy. Tự lặng lặng đi lấy chồng không nói em tiếng nào luôn. Cái chỗ nó cưới mới nói. Anh cưới ngày của anh cưới. Cái ngủ đi chơi rồi đó, nhắn tin đi rồi. Sợ thật. Rồi cái nhắn tin lại. Rồi người đó nói cái lại. Rồi sao lại nổi người ta? Cái người ta nói là chồng ai? Cũng tại em nghĩ là tại vì nhỏ hơn ta cái đàn em cũng đi ra đường mấy hơn mắc cỡ. Trời ơi, có 4 tuổi mắc cỡ gì không biết nữa. Rồi đó bạn bè nó mắc cỡ mà nó còn nhỏ mà cũng cho em tại không chịu tiến tới nên tâm như lấy chồng khác thì ta lớn rồi ta phải đi chứ đúng không? Rồi sau đó mối tình hai. Mối tình hai thì bạn gái đưa dẫn làm chị. Hồi nào mối tình hai là quen bao lâu rồi? Quen ngay cái từ đây cỡ 2 năm. 2 năm lúc đó cũng là 36 37 tuổi rồi. Rồi sao bạn gái sao? Gái nói chuyện cái rồi dẫn là lên cắt nguồn. Cắt nguồn 3-4 ngày mất tình. Hồi là bạn gái nó có bồ khác đâu. Ừ. Quen nhau dẫn nhau tắt máy 3-4 bữa là có bồ đó. Không có. Chứ thì sao? Tại cái tánh vậy. Sao em biết chắc là không có? Em cứ có thường ra nhà biết. Rồi cuối cùng sao chia tay? Giờ có mạng rồi anh nói ra gì cũng tự tự giống như làm quyền mà nó cũng không chịu luôn. Rồi em chia tay, em có nói bạn gái đó. Em nói sao? Em nói cưới về cho đẻ thêm. Bạn gái không đẻ. Không đẻ thì em chia tay luôn. Lý do sao không đẻ? Thì sợ, sợ đẻ. Bạn nó có con chưa? Có con rồi. À, bạn có con rồi, người ta đã để nổi lần rồi. Bạn có con rồi mà người ta không đẻ cho mình nữa. Đẻ. Rồi cũng chia tay luôn. Chia tay. Trời ơi, vậy muốn có mấy đứa con? Thì con nhiều tốt. Nồi nuôi nổi mà con nhiều tốt. Ba đứa. Có ba đứa. Bên đây có 4 đứa rồi này, không đẻ thêm mấy đứa nữa. Đẻ luôn ba luôn. Đẻ luôn ba luôn. Nuôi nổi không có mấy lần ra khỏi chứ. Hai vợ chồng làm luôn không nổi. Nhưng mà mình cũng như vậy là cũng muốn lấy vợ chưa? Muốn mới tới đây chị nè. Rồi mà mọi thứ sẵn sàng chuẩn bị hết chưa? Dạ. Bây giờ biết lấy vợ thì ở đâu? Ở nhà riêng của em à. Nhà riêng ở đâu? Ở nhà riêng ba anh con bên. Là ở chỗ nào? Ở gần Mỹ Tho. Mỹ Tho, nhà bự không? Nhà đó nhà mặt tiền ngang 5 mét dài 6 mét. Ờ thì cũng được. Mà giờ nếu mà ở bây giờ về hai chồng, lại 4 đứa con người ta có sẵn rồi, đẻ thêm 3 đứa nữa, 2 đứa nữa đi. Rồi có phòng nó đắp cho kia ra đủ có phòng ngủ đủ cho các con không? Mình lên lầu đi. À, bây giờ chưa có lầu có cả thôi. Nếu mà được thì nào cưới được? 6 tháng tới năm. 6 tháng tới năm, chuẩn bị thì bà cưới nhỏ rồi có sẵn hết chưa? Có. Có rồi, chắc chắn rồi ha. Là muốn kiếm một người như thế nào? Hòa đồng. Với cái yêu thương. Rồi. Cao được mấy năm lăng. Rồi. Rồi. Ngoại hình có yêu cầu gì nữa không? Tóc dài, tóc ngắn. Tóc dài. Tóc dài. Rồi anh bận sao? Rồi
mà để dành chứ để dành không, tại vì nhiều khi tích cốc phòng cơ, có lúc nhiều việc có lúc bất việc, rồi mấy đáng bất việc thì tiền đâu xài, thấy cũng đều đều không có việc. Nhưng mà có để dành được cộng nào chưa? Có gì nhiều quá trời, cũng chút đỉnh, chút đỉnh là nhiều đủ, tới thật là không có đủ, không có được hả? Trời, cũng có mượn nợ đâu mà thì khổ ghê. Thích cá tính bằng cái sao? Thích vui vẻ, thích vui vẻ, thôi giữ được không? Mấy người mà giỏi giỏi ra kinh doanh thì thường tao giữ, cũng được, cũng được mà thấy hơi sợ sợ. Rồi em ở đó buôn bán được, ở gần chợ buôn bán được. Ví dụ mở shop mở tiệm thì cho vợ mua bán nhà được không? Dạ được, nhà mặt tiền mà phải không? Tiền. Rồi người đi qua đi lại đông đúc không? Sợ đúng không? Rồi ngon lành. Rồi đó là cái thông tin của anh nha. Còn mình thì sao? Tình duyên mình như thế nào nha? À, em thì ly thân thì 8 năm rồi. Chính thức giấy tờ thì 2 năm. Mới ly được 2 năm thì thân thì 8 năm. Dạ. Nói chung là ở riêng lâu rồi đó, từ 8 năm rồi đó. Rồi giấy tờ thì cho nó chính xác luôn là 2 năm. Nhưng mà nguyên nhân sao mà nói chung là hai vợ chồng thì nó không có đồng chí hướng. Em thì em có suy nghĩ khác, còn ảnh thì cũng có suy nghĩ khác. Thì nhiều khi trong cái cuộc sống mà hai người ở chung nhưng mà không có chung một cái quan điểm thì nó cũng khó. Rồi lúc đầu thì cũng có thể nói để mà san sẻ, nhưng mà sau thì nói hoài không được thì im luôn. Và im lặng trong một thời gian ngắn ngắn thì tách riêng ra ở riêng. Là ly thân á, tụi em ly thân, riêng biệt hết. À, sau đó thì ảnh thông báo là ảnh muốn kết hôn, thì em làm giấy tờ ra. Trong suốt cái thời gian ly thân đó, là có khi nào mình muốn quay về dọn về lại với nhau không? Hay là 8 năm mà ly thân đó, là mình không gặp luôn hay là mình vẫn gặp thường xuyên? Dạ, 8 năm đó là em không gặp. Anh có qua thăm con, nhưng mà tụi em không có gặp riêng hay là vấn đề. Nói chung là tụi em sau thì vẫn làm bạn với nhau. Tại vì bố của con gái thì cũng rất là hiền. Chỉ là tụi em không có duyên thôi, nhưng mà rất là hiền. Dạ, lúc mà ở chung với nhau, ở chung với nhau được bao lâu? Dạ, chính thức thì chắc khoảng mấy tháng thôi. Trời, lấy nhau ở mấy tháng hả? Dạ. Ly thân 8 năm? Dạ. Lúc đó là con gái là mình nuôi? Dạ, một mình em nuôi. Chưa? Dạ chưa. Chưa, nhưng mà có còn qua nó lại thăm nhau. Dạ anh vẫn có trách nhiệm với con. Dạ. Vậy cũng được, an ủi ha. Dạ. Rồi bây giờ chuyện cũ bỏ qua, mình muốn tìm một cái người trong tương lai mình như thế nào? Dạ thì tại vì em thì cũng không phải là người hoàn hảo, cho nên mình cũng không thể tìm được một cái người hoàn hảo. Em chỉ mong gặp được một cái bạn có thể thông cảm với em là được. Tại vì một người mà họ thông cảm với mình thì có rất là nhiều chuyện mới chia sẻ được. Em chỉ hy vọng vậy thôi. Có yêu cầu gì về người bạn trai? Dạ không đó chị. Ngoại hình? Dạ cũng không cần đâu. Em thấy, dạ thấy cũng được là được rồi. Để điều gì em không thích anh người đàn ông? Dạ đừng có đi nhậu. Dạ, này danh người xây dựng chắc có nhậu. Có không, quả nào làm ít á, hả? Nhậu ít lắm, nhậu ít lắm à. Mỗi lần nhậu được bao lâu, bao nhiêu? Cũng nhiều khi vui thì mấy mấy tổng mấy người về tới nhậu nửa tình. Vậy lúc anh đổi anh làm gì? Anh đổi nhà ngủ, bao nhiêu nhà. Rồi, đang có hình năm có nhiều. Trời ơi, có thằng mờ dữ vậy, nhìn tôi còn mấy đường biết ai luôn á. Đó, đây, chắc là có 2-3 cô gái đó, nhìn coi. Còn 2-3-4 anh, 4 anh có thằng luôn đó. Chắc cái này 4 anh này là làm chung phải không? Ngồi cà phê đánh bài bóng, gì chơi vui phải không? Sao biết được cái này vậy? Sao ta? Con đỏ đó hả? Mắt đó hả? Thằng đi. Đi coi coi. Đâu, chỉ vô trong hình đi. Ừ, nhỏ xíu đó hả? Ủa sao chỉ nhỏ xíu vậy? Linh cảm vậy hả? À, có phải nhỏ nên thích người nhỏ không? Anh cao mấy mấy? 1m66. Rồi. Đi hát ra luôn không? Cho miền Tây nghe không? Cũng biết rồi. Đâu hát thử câu đi cho bên này ta đoán nhìn nghe giọng đó hình coi. Chứ bốn ông này giống nhau ai biết được. Rồi, rồi hát đi. Chỉ vô coi. Dạ chắc anh này. Sao đoán anh đó vậy? Thì em thấy thấy đẹp trai hơn ba anh kia. Ơ vậy hả? Ghê. Cầm áo cũng trắng nha. Đẹp trai hơn anh kia. Ghê. Quá rồi. Thôi bây giờ mời các bạn nhìn vào cái cửa trái tim này nha. Cái tôi mở cửa ra coi hôm nay mình đoán đúng không nha. Tôi cái hình mờ quá, tôi không biết ai mà ảnh đoán cái cô đỏ đứng sau lưng cái cô lớn tuổi đó. Không phải không nữa. 1, 2, 3 mở cửa trái tim. Dạ chào anh. Trời. Dạ. Sao đúng rồi hả? Đúng rồi hả? Mà rồi anh ta đẹp. Dạ không phải, em không phải ông đỏ. À, nhưng mà bây giờ trước tiên anh đó là đẹp hơn mấy anh kia hả? Dạ đúng rồi, thấy đẹp hơn. Dạ thì ngon nha. Rồi bây giờ tiếp bên đây sao? Giờ nhìn lại coi cổ là cô nào. Cô này quá. Đâu cô đó? Hỏi cổ coi là em là ai vậy? Chứ không cổ đó là cô này hết hết rồi. Không chỉ hết trơn, ba là cô này. Không chỉ là cái bà già, tôi bỏ tay. Giờ hỏi coi em là cô nào vậy? Em là cô áo đen. Ờ, áo đen hả? Chắc mắt mà. Dạ đúng rồi. Ờ, đừng coi là mờ quá. Cô áo đen phải không? Cũng rồi. Gặp rồi bị phạt, giờ phạt gì đây? Mới hát xong rồi giờ phạt ảnh gì giờ? Dạ thấy anh cũng dễ thương, thôi đừng phạt tôi nha. Dạ tội em. Dạ tội em. Biết tôi phạm gì đâu mà lá tay bị chặt rồi, nó chết. Đây là có thầy giỏi chương trình. Thôi bây giờ tặng quà được không? Cảm ơn anh nha, tại vì em công việc lu bu quá, chưa có chuẩn bị cho anh. Dạ. Rồi, khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em khi nhìn thấy cô gái này như thế nào? Em thấy như vậy muốn rồi. Như vậy muốn? Xạo, hãy là thích tóc dài, ta tóc ngắn thì như vậy muốn. Cái tóc tóc à. Rồi giờ sao? Như người mình tiện vậy. Như người mình tiện luôn, chỉ có cái tóc ngắn thôi. Không thích. Rồi giờ mới mốt mà kia mà cổ thích ngắn vậy rồi sao? Không, đây cũng biết. Bây giờ mình tiếp tục với tóc dài.
Dạ, anh hiền, nói là hiền. Dạ, dạ. Người miền Tây chất phát hay không sao, khai đã chơi trời. Dạ. Dễ thương quá. Rồi, muốn quà coi, anh muốn quà gì nè? Dạ, em xin phép mở quà nha. Rồi, đẹp quá, đẹp quá. Cái này là chiếc áo ấm. Áo ấm hả? Dạ, chừng nào? Dạ, đúng rồi. Rồi chút xíu nữa nãy giờ như nắng quá thì chùm vô. À, dạ, rồi. Cảm ơn anh nhiều. Từ đó. Nghĩ gì trời? Đi một đôi không ăn hỏi à? Rồi, mấy bạn gái này chịu. Hỏi đi. Hỏi sao? Chơi dạ, cái đó thì chút xíu nữa rồi giấu chị các tường đi, lấy lý. Dạ, rồi, cái gì tôi nhờ tôi kiếm được cho cái nó bảo hiểm. Dạ. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành thời gian cho hai bạn một chút xíu. Dạ. Trò chuyện riêng với nhau, cùng thưởng thức một cái bữa cơm của chương trình. Dạ. Có thời gian có nhiều nha, mình phải nhanh lẹ, cái gì mình hỏi, mình cần hiểu mình phải hỏi liền nha. Rồi một chút xíu chị Tường sẽ quay lại liền. Dạ, cảm ơn chị. Ăn trưa với nhau thật ngon miệng. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Anh muốn hỏi gì em chứ? Em ở Đắk Nông nhưng mà gốc là ở miền Trung. Giờ em ở đâu? Giờ em ở quận 12, giáp ranh với Hóc Môn. Dạ, không là thành phố, vài bữa lên chỉ em đi ha. Chủ nhật lên được không? À, anh muốn lên hồi nào cũng được. Dạ, đâu cần phải tới ngày chủ nhật đâu, em đâu phải về hành chính đâu. Chủ nhật đó anh thường nghỉ nè. À. Có nghĩa là từ thứ hai tới sáu là bận, hai thứ bảy là bận. Nhưng mà đối với mình quen là ngày nào cũng rảnh luôn. Rảnh sắp xếp vậy. Dạ, cái công việc ở dưới làm ổn không anh? Ổn. Dạ. Xây dựng là mình chuyên đi xây dựng luôn, giống như là mình lên market rồi mình lên bản vẽ rồi luôn à. Cũng như ở quê làm xây nhà tắm. Cấp 4 rồi. Cấp 4 rồi. Ừ. Cái tới đó là có bằng. Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Anh ai dùng anh? Em thì làm quảng cáo. Công việc của em thì cũng tiếp xúc